Cô mời Kem cùng bước sang phần thứ hai, ôn tập thi học kỳ 1, 4 bài hát, phần thi thực hành. Kem cùng ôn bài hát. Thứ nhất, mùa khai trường, nhạc và lời Phan Việt Phương. Chúng ta cần thuộc lời ca của bài hát. Chúng ta cùng ôn tiếp tục bài thứ hai, tiếng chuông và ngọn cờ, nhạc và lời nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Các em cùng ôn tiếp tục bài Niềm tin thắp sáng trong tim em, nhạc và lời của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Cuối cùng chúng ta sẽ ôm đó là bài hát Đi cắt lúa, dân ca Hơ Rê Tây Nguyên, sưu tầm Lê Toàn Hùng, đặt lời mới Lê Minh Châu. Thank you.
và nội dung về nhà ôn tập của các em. Các em sẽ học thuộc 4 bài hát của 4 chủ đề đã học là bài Mù khai trường, Tiếng chuông và ngọn cờ, Niềm tin thắp sáng trong tim em và bài Đi cắt lúa. Và hình thức thi học kỳ sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là nếu thi học kỳ trực tiếp thì sẽ thi hát thực hành tại lớp trong tiết học. Học sinh chọn một trong 4 bài hát và trình bày theo nhóm, mỗi nhóm 5 bạn theo thứ tự danh sách lớp. Trường hợp thứ hai, nếu thi học kỳ trực tuyến thì sẽ thi làm bài trắc nghiệm 40 câu trên Google Form. Và thời gian thi nhà trường và giáo viên sẽ báo sau, hoặc có gì thay đổi thì giáo viên sẽ báo cho lớp. Cảm ơn các em đã lắng nghe và hẹn gặp các em ở tiết học sau.